Còn bây giờ chúng ta sẽ cập nhật thông tin thời tiết từ biên tập viên Minh Châu. Chị Minh Châu ơi, tôi thấy là thời tiết Hà Nội trong sáng ngày hôm nay cũng khá là mù mịt ạ. Không biết có phải là gia tăng cái tình trạng ô nhiễm không khí hay không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Và cái tình trạng ô nhiễm như thế này sẽ còn kéo dài đến chiều nay chị Vân ạ. Và thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì không khí ở Hà Nội rất ô nhiễm do sương mù dày đặc, khói bụi thì không thể thoát đi được. Theo mạng lưới theo dõi chất lượng không khí PALM Air thì hầu hết các trạm đều đo được ở mức cảnh báo màu tím, tức là mức rất xấu. Còn có những trạm đo được ở mức màu nâu, tức là mức cao nhất trong thang cảnh báo, mức nguy hại, có thể có hại cho sức khỏe của tất cả mọi người. Tình trạng ô nhiễm như thế này sẽ tiếp tục diễn ra trong chiều nay, do trời thì vẫn nhiều mây mù, chất lượng không khí được dự báo sẽ duy trì ở mức từ xấu đến rất xấu. Vì thế, để đảm bảo sức khỏe thưa quý vị, khi ra đường hãy chú ý là đeo khẩu trang chống được bụi mịn PM2.5 và hạn chế tập thể dục này, vận động ngoài trời. Về nhiệt độ chiều nay, cao nhất tại thủ đô Hà Nội sẽ ở mức là 22 độ, quý vị vẫn sẽ cảm thấy khá là ấm áp. Đến tối thì thấy lạnh hơn khi nhiệt độ giảm xuống còn từ 19 đến 20 độ. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh lúc này thì trời đang nhiều mây, dự báo đến chiều nay sẽ tiếp tục có những cơn mưa trái mùa, có lúc có mưa rào rạt hạt kèm dông. Nhiệt độ thì rất mát mẻ, không quá 29 độ. Và vừa rồi đã là những thông tin thời tiết đáng chú ý, bây giờ xin mời tiếp tục với Chuyển động 24 giờ.